Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Tuấn C nhá. Bước qua ngày thứ 6 rồi anh em ạ. Như vậy là đã gần một tuần rồi mình tập guitar và đến ngày hôm nay thì mình mới hơi quen một chút xíu anh em ạ. Tức là bây giờ mình đã có thể tự tin sấy được xa rồi. Ui. Mày. Ui rồi, ui. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi là Tuấn Đại Bàng. Có thằng đứng dưới liếp đúng không? Đúng rồi. Chú Mưa. Chú Mưa của HKT ạ. Nó không di chuyển luôn anh em ạ. Nó cứ nấp ở dưới đấy thôi. Ôi giời ơi. Ngon anh em ạ. Thêm đạn. Nào. Đây có tiếng. Bạn nó đến cứu anh em ạ. Team này có vẻ chơi nghĩa tình lắm. Nó vẫn chưa biết mình bắn ở đâu đâu. Kiểu gì bạn nó cũng sẽ cứu anh em ơi. Chắc chắn 100% luôn. Trên khu nhà kia đang có người kìa. Kệ. Mình nghĩ Dark Smoke. Thế thì team này đủ 4 anh em ạ. Đây. Đó. Hình như nó bắt đầu nó biết rồi. Ủa cái thằng cuối là nó khôn lắm anh em ạ. Nó biết rồi. Từ. Buồn cười mẹ nồi. À góc này không nhìn thấy anh em ơi. Hình như nó ở giữa hai cái khe nhà hay sao ấy. Ấy. Vậy mà không chết hả? Ui, cứ khẩu lục đại bàng bắn như vậy không chết. Thôi kệ. Còn có 5 trên 5 thôi. Mình phải giữ anh em ơi. Đây. Ê, chân nó đây này. Đây hai. Vừa cứu dậy xong luôn mọi người ạ. Buồn cười vãi nồi. Từ. Nó bế bạn nó đi rồi. Nó bế đâu đây? Gặp cướp rồi bạn ơi. Ui giời ơi. Bốn thanh niên ngáo ngơ thế chứ lại. Trời ơi thơm vãi nồi ạ. Chưa gì vào đầu game đã tấu hài như thế này rồi. Trận này phải cố gắng top 1 anh em ơi. Cứng tay nhá. Bây giờ thì bắt đầu là mình sấy xa thì bắt đầu mình ghim tay ấy. À quên, mình ghim bằng gyro ấy. Thì bắt đầu mình thấy là cái tâm nó cũng đứng hơn một chút xíu rồi. Ui, cái gì ấy? Bớt bằng khẩu Mutant à? Bớt đâu ta? Nghe giống boss lắm. À đây rồi. Chết luôn. Rồi, boss loài anh em ạ. Thêm một con boss nữa. Ui, hai con boss lận. Thơm thế nhở. Lại có tiếng súng kìa. Thôi cứ từ từ đã anh em ơi. Đừng vội. Ăn được mấy con boss xong rồi bắt đầu cứ gọi là quen thói đi lùa boss là tí nữa chết oan đấy. Mấy lần mình bị thế rồi. Tiếng này không phải là boss anh em ơi. Tiếng này chắc chắn không phải là boss. Chạy đi đâu. Nhưng mà nghe cũng giống boss lắm anh em ạ. Nghe quả lửa lắm này. Cứ nghe thấy tiếng súng mà không thấy người đâu là. Ê. Không phải boss rồi. Cú lửa. Hai tiếng ở hai nơi khác nhau. Vãi nồi. Thằng này không phải boss anh em ạ. Thằng này đang bắn một thằng nào đó ở phía xa hay sao ấy. À đây rồi. Bờ sông. Ui, hai tên lận. Ui dồi ôi, ngon. Hợp lý. Trời đất ơi, ra đây vớ được phải gọi là 45 kill rồi, còn chưa thèm gạt luôn anh em nhé. Cứ bình tĩnh đã. Sao lại có thanh niên nằm ở đây nhỉ? Thế như đấy là lác đồi thôi. Mình không bắn anh em nhé, không bắn. Đây, mình giả vờ. Để nó ló ra. Nó ló ra thì mình mới bắn được, chứ lắc đồi mình nghĩ không bắn được đâu. Một viên. Ui không vào đầu anh em ạ. Cái cốt 3 này nó, cái tâm nó khó nhìn quá. Ngó ra. Như vậy là thanh niên này ăn một viên AMR thì cũng gọi là vãi cả linh hồn ra rồi, không dám bắn nữa rồi anh em ạ. Đang nấp sau hòn đá đấy. Nào. Thôi bạn ơi,
ai trả đam rồi. Đâu ra đây trả đam với chúng tôi nào, phải trái hay là trải phái nào? Bố láo, ui rồi ôi, vậy mà không vào đầu kìa, cay thế nhở. Từ từ nhá, nó ở hòn đá đấy, mình sẽ chạy sang bên này xong mình đáp quả sấm ốp sang bên kia đấy, fake đấy, thì nó sẽ nghĩ là mình công một là trước mặt, hai là ở bên phải đó, thì một là nó sẽ đứng ở sau hòn đá, hai là nó đứng bên trái hòn đá là mình có thể bắn được anh em ạ. Hợp lý, đứng ở đằng sau hoặc là đứng ở bên trái hòn đá mình đều đơm được hết. Đây chạy hẳn lên cao này, bắn cho nó vừa tầm anh em ạ. Ơ chạy à? Chơi bời. Ôi giời ơi, chơi bời cái này không được rồi. À, còn vừa chạy vừa bắn nhau nữa. À, láo thế nhở. Đây, thanh niên chạy từ hòn đá qua đây. Không được rồi anh em ạ. Mình phải bắt được thanh niên này. Dễ, nó lại trốn ở mấy hòn đá phía trước này lắm này. Thử cái coi. Biết đâu bắt... Đó, rồi ôi. Mét tiên tri rồi. Trốn làm cái gì? Trốn làm cái gì hả bạn ơi? Mình thấy lớp phớt, bạn chạy đến đấy xong rồi bạn chui vào đá rồi. Trời ơi, quá ngon. Trong cái map này nó không có nét anh em ạ, cho nên là cái thứ ngon nhất ở trong cái map này ấy. Bắn nhau. Mấy thanh niên này không chạy bo à? Như bắn nhau ở sát liền bo hay sao ấy. Ai à, ngồi nhìn mây trôi mãi này, chết đi. Ôi rồi ôi, một thanh niên người Indo anh em ạ. Một thanh niên chạy ngoài bo, nhưng mà mình sấy không được rồi. Thôi đi tiếp anh em ạ. Xem nào, nếu mà thanh niên này đã ngồi đây cam cái thanh niên ở ngoài bo, chắc chắn là phải có đồng đội. Mà thanh niên ngoài bo chạy như thế thì kiểu này mình nghĩ là thanh niên ngoài bo cũng chỉ có mình thôi. Như vậy là team này chắc chắn là còn này. Mà thanh niên chạy ngoài bo chạy góc đấy, thôi xong. Có tiếng súng bên đấy, dễ khả năng thanh niên chạy ngoài bo toi rồi anh em ạ. Thế như là bắn phát chết luôn đấy sao ấy. Thế thì mình chạy theo cái hướng của thanh niên chạy ngoài bo. Ô, vẫn bắn kìa. Ồ, thế có khi cái thanh niên chạy ngoài bo lại có đông... Có đông người đấy. Rồi rồi, cứ từ từ đã. Ê, bắn đâu nhỉ? Không nghe thấy tiếng súng luôn. Đủ. Chỉ nghe tiếng bụp. Xong rồi cái viên đạn nó bay vào cái chỗ đất ở gần mình thôi. Súng gì vậy ta? Không hiện tiếng súng luôn. Ai già? Bắn đâu nhỉ? Hồi tôi tốt nhất là cứ chuồn lẹ đã anh em ạ. Hình như trên thính có người đúng không ta? Rồi chuẩn luôn rồi. Ui, bị bắn luôn kìa. Đây bạn để mình. Bạn để mình. Cái này mình làm được. Rồi, chắc chắn là thanh niên biết mình KS mạng rồi đấy. Nào, bạn có vào bo không? Như vậy là thanh niên ở đây này, với thanh niên ở trên thính là khác team này. Ôi nhưng mà đứng đây thì chết anh em ạ. Thôi, cứ vào trong nhà đã. Nhà mình đang ở trong bo mà. Tội gì mình phải đi ra ngoài. Bắn chắc tay một tí anh em ơi, còn có 3 tên nữa thôi. Như vậy là trận này chuẩn bị top 1 trong tầm tay rồi. Đấy anh em thấy không? Bắn cái map Karakin này ấy, bắn cực kỳ nhàn luôn. Chỉ cần các bạn sấy tốt thôi và di chuyển tốt thôi là kiểu gì cũng top 1. Chứ nó không ảo như cái map mấy cái map Irengo rồi nhất là Livic anh em ạ. Livic nhiều quái vật lắm. Đấy. Kể cả mình chết ở trong cái map Karakin này mình vẫn cảm thấy rất là kiểu bình thường ấy. Nó không có những tình huống ảo, ghét lắm. Đây, góc này quá đẹp rồi. Ôi. Rồi xong, hình như là bắn chết thanh niên ở ngoài bo rồi. À, nó đứng ngay ở cái chỏm này anh em ạ. Được rồi, mình sẽ mở góc tiếp. Như vậy là còn 2 tên nữa. Có thể là lẻ anh em ạ, bởi vì là ở đây chỉ có một tiếng chân thôi, cũng một tiếng súng thôi. Cho nên là chắc chắn là ở đây là lẻ rồi. Mình cứ bắt ở đây trước đã. Đây. Rồi ôi, giờ này vẫn còn ngồi ở đây à. Ngon luôn. Hợp lý. Quá hợp lý luôn anh em ạ. Rồi, êm rồi.
ra kiểm tra cái đoạn dưới nhà này xem là có người không này. Mình nghĩ là bây giờ còn một thanh niên đang trốn ở trong cái khu nhà ở phía dưới lắm đây này. Nghi lắm. Thôi cứ ra check thử hòm thính xem là nó có X8 không anh em nhá. X8, X6 hình như map này không có X8 hay sao ấy. Ôi, có một thanh niên hình như là vừa đi lên trên cái đỉnh đồi đúng không nhở? Không biết mình nhìn có đúng không? Mình thấy phớt cái mà. Đây này. Thôi. Phải tin vào trực giác. Nhiều khi mình cứ thấy loáng thoáng xong mình không tin, xong tí nó lại chết anh em ạ. Ở đấy, đấy. Mày, ui dồi ôi, trúng người mà không trúng đầu anh em ơi. Cái cốp 3 này nó sida quá. Đấy, rất nhiều lần mình bị như thế rồi anh em nhá. Đấy, cứ thấy nó chạy loáng thoáng, không để ý một cái rồi. Quá tuyệt vời. Ok, như vậy là mình đã đem đến cho anh em một trận đấu top 1 ngày thứ 6 luyện Giro ở cái map Karapkin anh em ạ. Có lẽ là hành trình luyện Giro của mình nó sẽ còn phải kéo dài hơn tuần đấy anh em. Rất mong anh em sẽ ủng hộ mình cái series gọi là luyện để trở thành pro Giro anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của Tuấn Xe. Bye bye. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợi đầy khả ái và ngây ngất lòng người.